Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày thứ 10 của hành trình khám phá Tây Nam Bắc của mình. Thì hiện giờ là buổi sớm mơ, mình đang ở khách sạn Mường Thanh các bạn. Thì buổi sớm mơ này, cái quang cảnh ở thành phố Lào Cai thì thấy là rất là yên bình. Hướng trước mặt của mình là đi về hướng Sapa các bạn, lên mé Sapa. Ở đây nhìn xuống có cây cầu các bạn. Thì bây giờ mình sẽ ăn sáng điểm tâm ở đây, rồi xong rồi mình thu dọn đồ đạc mình đi qua Hà Giang các bạn. Hành trình tiếp tục của mình là sẽ đi Hà Giang. Rồi tạm biệt thành phố Lào Cai các bạn ơi. Quẩy hành lý lên đường. Quẩy ba lô là lên đường các bạn. Mời các bạn theo dõi cái hành trình chuyên việc của mình tiếp tục lên đường nha các bạn. Nậm Thi, nhà hàng Nậm Thi ở trong ông buffet ở trong Mường Thanh được các bạn. Rất tiêu luôn các bạn. Trong hệ buffet hệ thống Mường Thanh này, cái mùa giảm giá Covid này thì ăn những cái món ăn cũng đơn giản thôi các bạn. Cơm, có phở, có bún riêu cua, có mì xào, bánh cuốn, các thứ các bạn. Nhưng mà nói chung là đơn giản thôi. Cái mùa này mùa dịch, mời các bạn ăn sáng với mình nha. Nói chung là cũng đi nhiều lắm, nhưng mà cũng còn làm ăn nữa thì năm thì đi một chuyến hai chuyến thôi. Còn nhưng mà đi gần á, như mình đi Sài Gòn Vũng Tàu hay Long Hải vậy đó, thì có thể là tháng mình đi một lần hai lần cũng được, nó đi trong ngày. Còn đi xa quá thì như đi Tây Bắc Đông Bắc này thì đi khoảng một năm là tổ chức đi có một lần thôi. Nhưng mà Có thể là đi trong cái mình rủ là hai xe ba xe thì cũng gia đình ở chòm xóm như không vậy đó, cũng trong cái làm ăn chung. thì hôm thì hôm nay tới Mường Thanh Lào Cai thì cái dạng của mình là mấy sao em? Hiện tại về Mường Thanh Lào Cai với cháu là 4 sao ạ, bốn phân khúc sao 4 sao còn không cũng dạ, sao, trong chuỗi hệ thống của Mường Thanh. nhưng mà cái mùa này thì có giảm giá. Mùa này thì bọn cháu đang có những cái chương trình kích cầu du lịch và cũng đang có những chính sách giảm giá để kích cầu về cái khách du lịch, những nguồn khách Thì du cái lịch. tình hình chung là đang kích cầu cái du lịch của cả nước mà, đúng Vâng không? ạ, dạ Thì đúng cái rồi. hệ thống Mường Thanh của mình thì giảm giá cho khách được bao nhiêu phần trăm? Cũng tùy vào cái vùng, thì cái vùng ví dụ như ở Đà Nẵng hoặc là Quảng Ninh là vùng du lịch thì đang hiện tại cũng đang kích cầu, và vùng phía Bắc này bọn cháu cũng đang kích cầu ạ, nó tùy thuộc vùng thôi ạ. Tùy theo vùng. Dạ.
vùng miền. Ở Hà Giang có Mường Thanh không em? Hiện tại thì Hà Giang bọn cháu chưa có dự án này đâu. Lào Cai ở nhiều Cao Bằng. Cao Bằng bọn cháu chưa. Ở vùng Tây Bắc hiện tại thì bên cháu đang có, thứ nhất là về Điện Biên. Điện Biên này. Sơn La, Lai Châu, Mộc Châu, Mộc Châu, Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai. Đó. Rồi Lạng Sơn là cũng chưa có luôn. Sapa à, Sapa cũng có. Sapa thì có rồi ạ. Sapa thì nó cũng chung Lào Cai này, nó cũng chính Lào Cai. Bên cháu cũng có một cái ở Tuyên Quang nữa. Tuyên Quang à? Dạ, Tuyên Quang. Tại vì cái hành trình của chú là đi qua Hà Giang. Hà Giang rồi mới lên Cao Bằng. Dạ. Cao Bằng mới xuống Lạng Sơn. Dạ. Rồi mới xuống Hải Phòng. Thế thì như vậy là chú đi qua Lạng Sơn là bên cháu cũng có một cái Mường Thanh năm sao ở Lạng Sơn. Năm sao ở Lạng Sơn. Vâng ạ, ở Lạng Sơn. Thì bữa chú nghỉ ở Sapa thì 3 sao. Dạ vâng. Còn Lào Cai thì 4 sao. Dạ vâng ạ. Bữa chú có đi ngang Điện Biên nhưng mà chú không có nghỉ chỗ đó. À, dạ. Chú đi đường Hồ Chí Minh chú lên. Đường Hồ Chí Minh. À. Điện Biên bên cháu cũng là một trong những nôi Mường Thanh Điện Biên ấy. Cũng đúng là rồi. Một trong những nôi đầu tiên của Mường Thanh thôi. Dạ. Còn miền Tây thì chú thấy Cần Thơ rồi cũng có nhiều, Cà Mau thì Cà Mau như có luôn không? Dạ, dạ. Thành Cà Mau. Thì chú cũng đi về Sài Gòn đi miền Tây thì nó dễ hơn đi Tây Bắc với Đông Bắc. Nó gần. Vâng. Đi trong ngày 2-3 ngày là về được rồi. Dạ, dạ. Còn cái hành trình đi Đông Bắc này chú phải đi ít nhất tầm 20 ngày có dư nhờ chú nhỉ? Thì phải từ trên 15 ngày chứ không có dưới giá 15 ngày được. Vâng ạ. Là cũng chưa có khám phá hết được cái Tây Đông Bắc này. Dạ. Nhưng mà thì có thể là chuyến này mình đi cái điểm này điểm kia rồi đó. Mình vâng chia nhau mình đi chứ. Dạ. Nếu mà đi hết thì 20 ngày đi cũng không hết rồi. Dạ. Thì không biết là về Mường Thanh Grand Lào Cai mà cháu để trải nghiệm dịch vụ nghỉ cũng như là dịch vụ phòng ăn sáng như thế nào ạ? Thì nói chung thì cái hệ thống Mường Thanh thì chú cũng rất là hài lòng, đi đâu chú cũng hay ghé cái Mường Thanh chú nghỉ. Dạ. Thì hôm nay về Lào Cai thì ghé Mường Thanh Lào Cai thì thấy rất là ok. Dạ, cảm ơn chú. Nên nói chung là tiếp tân rồi cũng vui vẻ. Dạ. Rồi dịch vụ thì cũng tốt. Dạ. Rồi ăn sáng thì cũng tương đối theo cái mùa kích cầu này vậy. Dạ. Thì ok rồi. Đấy, cho cháu hỏi là khi chú ở Sài Gòn ra thì một cái khẩu vị ấy, cái khẩu vị của người Sài Gòn thì khi ra ngoài Bắc này, nhất là về phía Tây Bắc thì có nó có cái gì đó cảm thấy nó khó ăn hơn hay là có hợp khẩu vị với chú không? Các đồ ăn nhé. Nói chung nếu mà nói về cái khẩu vị của người Sài Gòn, đặc biệt là cái người miền Tây á, thì người ta thích ăn ngọt. Thì ra cái hệ thống miền Bắc này á, những cái quán ăn á, thì người ta nấu nó không có cái vị đường, không có ninh đường như ở Sài Gòn. Nhưng mà cái hệ thống Mường Thanh á, thì bữa chú ăn ở Sapa đó, chú thấy khẩu vị nó cũng hợp với chú. Dạ. Chẳng hạn như là những cái món nước hay là cơm chiên hay là bánh. Vâng. Bánh cuốn á, thì dạ, cái nước dùng á, hay là cái nước mắm nó cũng tương đối là dễ dùng. Dạ, dạ. Còn khi mà ghé những cái quán ven đường thì nó thẳng ra là ăn cũng hơi khó. Dạ. Riêng cái hệ thống Mường Thanh thì chú thấy cũng thì nó không phải là đúng gu của mình nhưng dạ, mà ăn cũng rất là ok. Dạ. Không phải là khó ăn lắm, bị nó làm như nó cũng dung hòa với nhau hay sao đó. Dạ, chào cảm ơn chú nhiều. Thì ăn uống thì thấy cũng rất là ok. Dạ. Thì tới đây thì bữa hôm sáng hôm nay thì ăn thấy cũng được, vì mình đang ăn cơm chiên chút xíu, có thể là mình ăn thêm mấy cái cuốn bánh cuốn nhé, như là phở bún. Rồi hồi nãy có ghé cái gian hàng có phở bún bún riêu cua đúng không? Dạ, bún riêu cua. Thì chú ăn cơm cho nó chắc bụng, ăn chút xíu cơm cho nó chắc bụng. Vâng. Đi bữa nay là hành trình đi chắc có lẽ là lên tới không chừng lên tới Đồng Văn luôn á. Đồng Văn luôn. Tại vì mình đi suốt luôn. Dạ. Tại rút ngắn cái hành trình lại. Vâng ạ. Rồi mình có thể là mình ghé cái Hà Giang Mèo Vạc á. Dạ, dạ. Mình chơi lâu tới dưới Đồng Văn. Đẹp luôn. Đồng Văn đẹp, tôi thấy là đẹp. Chứ ghé cái thành phố Hà Giang thì thấy cũng đi rồi. Dạ. Thấy không có gì chơi. Dạ. Thì nói chung là chú đánh giá Mường Thanh này là cũng theo đánh giá nha là 4 năm sao. Dạ. Vâng, chào cảm ơn rất nhiều. Vậy cháu cũng hy vọng rằng sau này những cái cuộc hành trình hoặc là chuyến tour của gia đình chú cũng như cá nhân chú thì chú sử dụng dịch vụ và cũng mong chú là luôn luôn chọn Mường Thanh để là những cái nơi để chú dừng chân và chú trải nghiệm rồi. Đúng rồi, tại vì mình thích cái trải nghiệm thì mình đi Mường Thanh nó trải dài khắp cả nước Việt Nam á. Thì mình đã có tới nghỉ ngủ rồi thì cái hệ thống Mường Thanh thì tới đâu thì cứ dòm kiếm cái Mường Thanh thôi. Vâng. Sợt bản đồ trên cái đường đi á, mình sợ Google là nó chẳng tới luôn. Vâng. Mình hỏi mất công mình
đi lòng vòng mình kiếm chỗ này chỗ kia rồi. Dạ dạ. Thôi vậy cũng cảm ơn cháu nha. Cảm ơn cái hệ thống dưới là nhân viên tiếp tân rồi cũng phục vụ cho đoàn của chú. Vâng ạ, chào okay. Chú, chúc chú bữa sáng ngon lành nhé. Rồi chào nhé. Dạ chào chú. Trong khi ăn sáng đó các bạn, có nhân viên phó giám đốc của hệ thống Mường Thanh tới để nói chuyện với mình, hỏi thăm coi mình có hài lòng với cái cung cách phục vụ của Mường Thanh hay không, rồi tiếp tục ăn cơm các bạn. Thành viên của mình đang ăn sáng để tiếp tục hành trình đi qua Hà Giang các bạn. Thấy không? Rồi. Cho cá nghe. Thấy không? Đây là thành. Cơm chiên hả? Cơm. Bên kia này có thịt nguội, bên kia có xúc xích bên kia. Thành viên mình ăn sáng để tiếp tục lên đường đi Hà Giang các bạn ơi. Bugi, ăn nhiều Bugi. Đây là có thịt nguội nấu này, có cháo trắng này các bạn, đây là cháo trắng, đây là sườn hầm củ sen, đây là có xúc xích các bạn, xúc xích rau luộc củ su đây ngon lắm, ngọt, cơm rang thập cẩm, mì xào rau. Đây là trứng luộc. Đây là có rau ăn kèm các bạn. Dưa rau ăn kèm. Đây là đặc biệt là cái bánh cuốn Hà Nội nè. Có cái tô nước mắm rất là ngon nè. Nước mắm này là ăn với bánh cuốn ha. Đúng rồi. Đấy. Chết rồi. Ê, chết tôi rồi. Gấp lên rớt. Anh Bugi này, hư quá anh Bugi. Nhảy, còn sống. Cuốn này thấy ngon hơn ở Sa Pa ta. Để cho nó mắm vô chén chứ. Bánh này không biết bánh gì. Bánh này bánh gì con? Bánh đúc. Ăn với gì? Nước tương. Rồi bánh kế này là bánh gì? Cái kia là phai lang thì biết rồi. Đây là món ăn kèm là bánh đúc, bánh tráng, phai lang. Tây Lan cũng khá là đẹp các bạn. Đây là có những cái bắp nè. Bắp này ở Tây Bắc nha các bạn. Bắp này thấy nhìn cái màu nó dẻo. Đây là cà hay là nho cơ? Cà chua. Cà chua trái dễ thương quá ha. Đây có salad. Quầy bên kia là ăn đồ ngọt hết không? Ăn tráng miệng không? Đây là salad thì có rau. Đây có thịt nguội các bạn. Nguội. Phần bên đây là ăn tráng miệng. Có nho, có bơ, có đường, bánh mì. Có nồi nướng. Có phần nho với mứt này ngon. Mứt cam, mứt dâu. Trái cây. Thôi tôi ăn nha, tôi không đi quay nữa. Đây thành viên của mình đây các bạn ơi. Chào Nguyễn Hoàng Bá. Đi đâu cầm máy vòng vòng á? Đi review cho các bạn xem. Rồi giờ chưa có ăn nè, mới ăn cái dĩa cơm mà. Giờ ăn nữa. Không cảm ơn. Đây là giới thiệu, đây là phó giám đốc của Mường Thanh. Tên gì nãy giờ chưa giới thiệu tên nha. Hả? Chỗ tên là Thanh. À, tên Thanh. Đây là thành viên của đoàn mình. Không cảm ổng bị bệnh. Mày quê đây, cũng đi hả? Không, nãy em có mấy hộp cơm chiên à, mấy cái bánh. Bánh
rồi lát ăn thêm dĩa mất uống cà phê rồi thôi chứ dở vốn lại gì chuyện sống chục chứ không lẽ có nói chuyện với mình. Mẹ có nói chuyện với em khó giám đốc rồi, em khó giám đốc các ăn cứ ngon miệng đi rồi tiếp tục lên thời gian. Đừng có liên hệ với khó giám đốc rồi. Các bạn ăn cho thật no nha, đi lên tới thời gian mới ăn nữa nha. Đường là ăn mì gói á. Cái bánh cuốn này nước mắm nó làm thấy đẹp không? Ở bên Sa Pa không? Thời gian mình ăn bánh cuốn là không phải nước mắm mà nước lèo, nước dùng á.